Nhắc đến chẳng bàn Tây Ninh, người ta nghĩ ngay đến bánh tráng phơi sương. Sản phẩm dân dã làm ra từ hạt gạo trở thành thương hiệu riêng có của vùng đất này. Nghề làm bánh tráng phơi sương Trảng Bàng cũng được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Với tinh thần chịu thương chịu khó, một nắng hai sương, người dân Trảng Bàng đã tạo ra một loại bánh tráng đặc biệt khiến ai đã từng ăn một lần thì khó mà quên được. Không ai biết chính xác bánh tráng phơi sương ra đời như thế nào, chỉ biết rằng hơn 100 năm qua, nhờ cái nghề này mà bà con vùng đất Trảng Bàng có kế mưu sinh. Thưa quý vị và các bạn, Tây Ninh, nơi của nắng, của gió, vùng đất phương Nam giáp tranh biên giới, từ lâu đã nổi tiếng với nghề làm bánh tráng truyền thống. Trong đó, đặc biệt nhất phải kể đến bánh tráng phơi sương. Nghe thì có vẻ dân dã, bình dị như vậy, thế nhưng mà để làm ra được loại bánh tráng được công nhận là đặc sản kỷ lục châu Á này, thì những người làm ra nó đã phải mất rất nhiều công sức, kỳ công thực hiện nhiều công đoạn tỉ mỉ. Hãy cùng chúng tôi về với vùng đất Tây Ninh để tìm hiểu rõ hơn cuộc sống của bà con làm nghề bánh tráng phơi sương trong những phút tới của chương trình. Theo những cao niên trong làng, nghề làm bánh tráng được người dân Trảng Bàng thừa hưởng từ thời cha ông ở vùng đất Ngũ Quảng, Bình Định, mang vào từ thuở khai hoang lập ấp ở Tây Ninh hồi thế kỷ 18. Ban đầu là bánh tráng nhúng và bánh tráng nướng, về sau có thêm nhiều loại khác, nhưng độc đáo nhất là bánh tráng phơi sương. Có lẽ vùng đất Trảng Bàng Tây Ninh với khí hậu đặc thù, ngày nhiều nắng, đêm lại lắm sương đã giúp người dân nơi đây có thêm nguồn sinh kế nhờ làm ra loại đặc sản này. Nó có những cái như cái nước, cái thổ nhưỡng nó cũng khác những cái vùng khác. Ví dụ như là cái cách làm bột cũng khác với những chỗ khác, và cái sương ở cái chỗ Trảng Bàng á nó cũng khác. Nên có những cái mà ở bánh tráng chỗ khác người ta vẫn làm, nhưng các cái vị của nó lại nó không có đặc biệt bằng cái ở thị trấn Trảng Bàng. Với sự hình thành và phát triển hơn một thế kỷ qua, nghề bánh tráng phơi sương Trảng Bàng đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia từ năm 2016. Sản phẩm bánh tráng phơi sương trở thành niềm tự hào của người dân Trảng Bàng mỗi khi nhắc đến đặc sản quê hương mình. Ăn bánh tráng Trảng Bàng, bánh tráng phơi sương cuốn thịt đó, chấm nước mắm là ngon lắm. Chưa có chỗ nào mà bằng cái chỗ Trảng Bàng. Bánh tráng Trảng Bàng thì nhờ nguồn gốc thì nhờ có cái bột gạo là ấy, người ta tráng không có pha bột mì, thành thử ra nhìn nó ngon. Ấp Lộc Du, thị trấn Trảng Bàng là nơi nổi tiếng nhất với nghề làm bánh tráng phơi sương. Đến đây bất kể vào thời điểm nào trong ngày cũng có thể nhìn thấy bà con tất bật với nghề như thế nào. Điểm đặc biệt ở đây là không nhà nào thực hiện tất cả các công đoạn để làm bánh tráng phơi sương mà sẽ chia ra làm từng khâu. Nhà này tráng bánh thì nhà kia nướng bánh, nhà này phơi nắng thì nhà khác lại phơi sương. Bởi nếu làm tất cả công đoạn thì sẽ chẳng có lúc nào ngơi tay. Gia công từng công đoạn chứ cũng không là làm từ khâu đầu cho đến là tiêu thụ đến cái khâu cuối cùng đến cái người tiêu dùng. Thành ra trong cái chuỗi giá trị này thì trực tiếp các cô bác thì cái thu nhập cũng không được cao. Để có bánh phơi khi trời vừa nắng, các bà các chị phải dậy từ 4-5 giờ sáng để pha bột nhóm bếp. Ngay từ sáng sớm, những bếp lò đã bắt đầu đỏ lửa. Đôi tay của những người thợ tráng bánh cứ thế thoăn thoắt bên bếp lửa cho đến khi hết bột mới thôi. Rất là cực mà cũng vui. Nghỉ tráng thì cũng buồn mà điều tráng thì cực mà nhưng vui, vui lắm. Mình tráng nó nướng ra nó phì nó nổi, người ta khen nó bánh của chị nhẹ lửa quá mà nó ngon. Mình rất là vui như vậy, còn khi nào trúng gạo á nó không phì không nổi, người ta chê, người ta mắng vốn. Lúc đó rất là buồn đúng không? Còn cực thì chuyện làm là phải cực rồi. Có lẽ cũng vì vất vả, cực nhọc như vậy nên nghề làm bánh tráng phơi sương không còn phát triển mạnh mẽ như trước. Nếu như ngày trước, nơi này có cả 100 hộ làm công đoạn tráng bánh, thì bây giờ chỉ còn 10 mấy hộ. Chỉ những ai thực sự yêu nghề mới lựa chọn gắn bó với nghề tráng bánh này. Chọn cái này từ nào giờ cũng nhờ cái này mình nuôi con lớn đúng không? Tuy là không có bao nhiêu, nhưng mà cũng có thể mình ăn gói ghém thì cũng đủ. Ở
Ở thị trấn Trảng Bàng, không ai lại không biết nghệ nhân Phạm Thị Đương với nghề tráng bánh. Bà là một trong số rất ít những thợ tráng bánh ở đây được phong tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú. Bánh của bà tráng ra vừa đều vừa đẹp lại vừa ngon. Bởi thế, bánh làm ra được bao nhiêu là bán hết bấy nhiêu. Nhà bà Đương có truyền thống 4 đời làm nghề tráng bánh. Bà chẳng biết mình đã làm được bao nhiêu cái bánh, chỉ biết rằng gần như cả đời bà đã gắn bó với nghề này. Mỗi ngày cho ra hàng trăm, thậm chí là hàng ngàn chiếc bánh. Thưa quý vị, tôi đang có mặt tại nhà của nghệ nhân ưu tú Phạm Thị Đương. Bà là người rất nổi tiếng với nghề làm bánh tráng phơi sương ở Trảng Bàng. Dạ, cháu chào cô Đương ạ. Không biết là mình đã làm nghề lâu chưa vậy cô? Cô làm nghề này trên 40 năm rồi. Lúc cô 16, 17 tuổi cô ở với mẹ là đã làm rồi. Con được biết ạ, thì để mà tráng được cái bánh tráng này cô, thì cái cách tráng của bà con Trảng Bàng thì nó lại khác so với những cái nơi khác. Thì không biết là cái sự khác biệt ở đây là gì vậy ạ? Phải tráng hay lớn như thế này là mà cô nướng lên nó mới nổi. Cái tráng một lớp là nướng không có nổi. Dạ. Đó, vậy nè, đo hai lớp nhẹ. Rồi, tức là mình cho hai lớp bột lên hả cô? Hai lớp bột. Cô là người nổi tiếng ở làng bánh tráng Trảng Bàng này với rất là nhiều năm kinh nghiệm như vậy. Cô thì không biết là một ngày thì cô có thể tráng được bao nhiêu cái bánh ạ? 600 mấy cái. 600 mấy cái. Cô yêu nghề cho nên giờ cô 60 tuổi cũng vẫn còn làm. Chứ cỡ mà không yêu nghề, không có truyền đạt lại cho con, chắc cô cũng bỏ cuộc lâu rồi. Như cô nói là hôm nay là cô sẽ tráng khoảng 600 cái. Vậy thì với cái số lượng như vậy thì một ngày mình thu nhập được bao nhiêu tiền cô? Một ngày thu nhập cô được 100 mấy. 100 mấy. Có bao giờ cô nghĩ là mình sẽ bỏ nghề này không cô? Chắc giờ cô lớn tuổi rồi chắc không bỏ đâu. Làm nhiều năm thì mình có kinh nghiệm cô ha? Làm nhiều năm có kinh nghiệm. Sao cô không làm những cái công đoạn khác nhưng mà cô lại chọn cái công đoạn là tráng bánh như thế này ạ? Trong khi là cái công đoạn này con được biết là nó khá là vất vả. Tại vì cái công đoạn này thì mình đã có cái ren sẵn rồi. Nên là mình phải chọn cái công đoạn này. Tuy rằng là hun nó nóng vậy chứ nó không nóng bằng cái công đoạn nướng. Mỗi ngày cô Đương tráng khoảng 600 cái bánh. Cô bắt đầu công việc từ lúc 5 giờ sáng và tráng đến khoảng 12 giờ trưa là xong. Ngâm gạo, xay bột, tráng bánh, phơi bánh, nhưng mỗi ngày thu nhập được khoảng 150.000 đồng. Cũng có thể thu nhập từ nghề tráng bánh không cao lại mất nhiều công sức, nên cả hai người con gái của cô đến nay vẫn chưa nối nghề. Cô có thể cho con thử cái công đoạn này được không ạ? Dạ, vậy cô hướng dẫn cho con chút xíu cô nha. Đó, cũng được, tạm thời mới từ nào chưa lên lò. Như vậy mới đúng. Nhìn tưởng chung là đơn giản cái cô, nhưng mà khi làm rồi thì mới thấy nó rất là khó. Bởi vậy con phải dạ. Nhìn con mới biết cái cực khổ của làm này. Dạ. Mình sẽ cho lên một cái tiếp theo. Phải nhanh tay mới được. Rồi. Cho một lớp thứ hai. Con phải cho nhiều bột một chút cơ hơn, chứ không là nó sẽ bị dính. Rồi, cũng phải rất là nhanh tay. Và phải canh làm sao cho nên cái bánh nó tròn đều giống như của cô ấy cô. Thì tại nó... vì con máy mà thì từ từ mình mới sửa được chứ. Dạ. Từ từ thì mình sẽ quen được công đoạn, nhưng cái vấn đề làm sao cho cái bánh nó đều, nó tròn, nó mỏng như của cô thì đó là cả một cái vấn đề. Đó quan trọng. Dạ.
Thưa quý vị, khi mà nhìn thì tưởng là rất là dễ, nhưng mà khi bắt tay vào làm rồi thì mới thấy được là để mà làm được một cái bánh như thế này thì nó rất là khó. Và nãy giờ thì tôi đã làm hư của cô, là con làm hư của cô là mấy cái bánh rồi cô. Tráng không được, chắc là phải học nghề thêm rất là nhiều thì mới có thể có khả năng là làm được ra những cái bánh như cô. Và cái điều này thì thể hiện là để mà có được một cái bánh ngon, một cái bánh đẹp và đều như thế này thì những cái người thợ làm ra thì cũng đã phải mất rất là nhiều công sức và phải bỏ ra rất là nhiều thời gian cô ha. Dạ, cô cảm ơn cô, và bây giờ thì chắc là cô phải tiếp tục công việc đi, chứ không con làm nữa thì nó hư bánh của cô nhiều hơn á cô. Thông thường ở mỗi lò tráng bánh sẽ có người tráng, người phụ lấy vỉ và phơi bánh. Ngày nào rảnh các con cô sẽ phụ phơi bánh, nhưng hôm nay các con cô đều đi làm hết nên cô đương phải làm mọi công đoạn. Tráng xong được vài vỉ, cô lại mang ra phơi. Hôm nay tôi sẽ cùng cô phơi bánh. Mỗi chiếc vỉ như thế này sẽ được phơi khoảng 10 cái bánh. Cô đương tráng được 600 cái bánh, tức là sẽ phơi trên khoảng 60 chiếc vỉ. Ở tráng bàn, những chiếc vỉ phơi như thế này là vật dụng không thể thiếu. Mỗi chiếc vỉ phơi có giá 150.000 đồng và được sử dụng trong khoảng 2 năm. Nhà nào cẩn thận thì có thể dùng được lâu hơn. Con thấy là bây giờ nếu mà mình phụ thuộc vào thời tiết như thế này thì có hôm nào mình phơi mà trời đột ngột mưa rồi mình phải bị bánh ướt không cô? Có, bánh không kịp ướt chứ. Dạ. À, thì trời mưa là mình lạc đặt mình chạy ra mình trồng, trời mưa là cực lắm. Nhưng dạ, trời nắng thì giờ mình thoải mái rồi, trời mưa là có bộ có khi trời mưa râm râm mình chạy mình trồng, cái ông ngưng. Cái mình chạy ra mình rải, cái bắt đầu vừa rải xong quay lưng là mưa tiếp, cực dạ lắm. Thí dụ như mà hả ngày nào mà tráng á, là ông trời ổng không có nắng á, là ổng mưa dầm hoài á, là mình độ chừng 5-3 vỉ, hoặc là mình cứ ráng là cả chục vỉ là dạ mình ngưng. Dạ. Ngưng rồi hả trời nắng mình rải ra, hả thấy ông trời trong á, là mình tráng tiếp, còn dạ hả thấy mà cái trường hợp trời không có nắng là mình lo mình ngưng. Dạ. Là ví dụ như có nắng còn rải ra chục vỉ đó mình còn lấy được, còn dạ không nắng là chục vỉ đó mình đã bỏ. Bánh ở đây còn thì con thấy là cô tráng rất là đều nè, từng cái nó cái hình dáng nó rất là giống nhau và cái độ dày thì cũng y như nhau luôn. Mình phơi như thế này khoảng nửa tiếng rồi mình vào sẽ gỡ ra hả cô? À, nửa tiếng nó chưa có khô, nó chỉ dốt nổ lên dày là mình dạ lo mình bưng vô trong mát mình liễn rồi bắt đầu mình hạ tới xuống, chừng nào nguội dĩ mình mới gỡ khô đều hết mà mới gỡ. Chứ không phải mà đem vô nhà gỡ liền được. Hôm nay chị Nhi, con của cô Đường đi làm về sớm nên chị tranh thủ tráng giúp cô Đường số bánh còn lại. Cô có hai người con gái, cả hai đều biết tráng bánh nhưng không lấy công việc này làm kế mưu sinh mà làm công việc khác. Giờ còn nhỏ mình sẽ làm bên ngoài, còn nữa sau về lớn tuổi mình vẫn tiếp tục nghề của mẹ. Đến trưa, khi bột đã được tráng hết, cô Đương sẽ ngâm gạo để chuẩn bị cho mì bánh ngày mai. Để làm ra được một chiếc bánh tráng phơi sương ngon thì quan trọng nhất là việc chọn nguyên liệu. Gạo làm bánh phải là gạo mới, gạo ngon và không được pha trộn. Gạo đem ngâm đến chiều thì sẽ xay thành bột. Bột để qua đêm thì mới đem tráng bánh. Những người thợ tráng bánh cứ như thế mỗi ngày cung ứng ra thị trường hàng trăm chiếc bánh. Dù vất vả, nhưng với họ, đã là công việc mưu sinh thì không ngại khó, ngại khổ. Chỉ mong rằng sản phẩm làm ra được khách hàng đón nhận và giá cả cao hơn, để họ có thể sống được bằng nghề. Thưa quý vị, bánh sau khi tráng và được đem phơi nắng thì sẽ được đem đi nướng ở một nơi khác. Và việc nướng bánh tráng đã trở thành công việc thường xuyên của hàng chục hộ gia đình nơi đây. Ở thị trấn Trảng Bàng hiện có khoảng 40 hộ với hơn 100 lao động làm công đoạn nướng bánh. Tây Ninh đang vào cao điểm mùa khô, thời tiết nắng nóng. Nướng bánh thì phải ngồi bên bếp than, nên vào mùa này, bà con làm công đoạn nướng bánh phải tranh thủ làm lúc trời còn mát. Nướng bánh là công đoạn quan trọng tạo nên màu sắc đặc trưng của bánh tráng phơi sương. Tưởng chừng đơn giản, nhưng công đoạn này đòi hỏi người lao động không chỉ nhanh tay mà còn phải khéo léo, nhịp nhàng. Những lò nướng bánh tráng ở đây cũng khá đơn giản. Chúng được làm ra từ những cái trả nhôm, cho than vào và đặt nghiêng. Người thợ nhanh tay xoay cho cái bánh tráng phồng đều cả hai mặt mà vẫn trắng không bị cháy. Dạ, con chào cô.
Nhà mình chắc là đang làm cái công đoạn nướng bánh cô nhờ. Không biết là có ngồi đã được không cô? Để được. Con xem cô nướng bánh như thế nào á. Cô ơi, không biết là cô làm cái nghề này lâu chưa ạ? Lâu rồi. Lâu là từ lúc nào cô? Thì hồi đời bà cố hồi xưa rồi tới giờ làm nghề bánh tráng không à. Đời mẹ rồi tới đời giờ tới đời cô nữa. Ông bà mình làm thở giờ, giờ mình bu theo mình làm luôn. Thấy nghề này cũng kiếm sống hàng ngày cũng có sống. Bánh tráng ấy cô, thì tại sao lúc mà mình tráng xong mình phơi á thì mình không đem phơi xương luôn mà mình lại đi nướng như thế này ạ? Phơi rồi, phơi khô rồi mới nướng được chứ à, mới đem phơi xương. Còn sống sao phơi xương, phải nướng là vậy mới phơi xương được. Ở đây như thế này thì thường là trong khoảng thời gian nào trong ngày là cô bắt đầu nướng và mình làm trong bao lâu ạ? Khuya tùy theo mình, tùy theo bánh đắt ấy, bánh đắt thì mình thức dậy sớm khoảng 1-2 giờ dậy, 2 giờ đêm ấy. Còn ở bánh chạnh thì thức sáng. Một ngày thì một người thì có thể nướng được bao nhiêu cái bánh cô? Ngày thì nướng cỡ trước, nướng mà nướng sớm khoảng khuya thức dậy tới 3-4 giờ nghỉ là cũng 2-3 ngàn cái. 2-3 ngàn cái luôn ạ? Cứ 1 tiếng đồng hồ vậy là 3-4 rạng, 3-400 cái. Mình nướng thì mình dùng bếp gì vậy cô? Có cái đặc điểm gì đặc biệt không? Bếp than này nè, chứ mỗi lần thì nướng vỏ đậu, vỏ đậu giờ cũng hiếm mà mắc hơn than thì giờ mình dùng than nướng. Khi nào mình sơ ý thì mình bóc thì nó phỏng, chứ mình nướng than này thì nó không có phỏng. Còn nướng than vỏ là nó nổ văng tùm lum hết trơn, văng tới con mắt luôn nữa. Cái vỏ của cái cây á, ta là hành than á, rồi ta gỡ ra ta bán cho mình. Mình mê rẻ mua cái đó thì nó bị nổ. Nó văng có khi không thấy rồi cái văng vô quần cái phỏng phỏng chỗ đó rồi dòm dòm mới thấy. Mình vuốt. Phỏng hết trơn vỏ nó không phỏng. Ngày trước, gia đình cô Nga cũng làm nghề tráng bánh, nhưng hiện nay cô chỉ là công đoạn nướng bánh. Nhà chỉ có một mình, nên cô thuê thêm người về làm phụ mình. Một người nướng, người còn lại xếp bánh vào bọc. Cô ơi, bây giờ cô có thể cho con làm thử cái công đoạn nướng này như thế nào được không cô? Nhà thì con nướng, nướng đi. Dù như thế này là không được rồi, con đã bị vàng rồi. Cái này muốn ăn vàng cho thơm thì nướng vậy, chứ còn muốn bán tao không mua. Để qua đó nướng được đó. Đó, lấy ra, lấy ra. Vậy là được hả cô? Dạ, như thế này là đạt chuẩn rồi. Dạ. Nãy giờ con ngồi ở gần cô, bếp lửa này chỉ có vài chục phút thôi mà con thấy nó rất là nóng rồi cô. Trong khi cái thời tiết ở Tây Ninh thì nó rất là nắng như thế này. Trong khi đó thì cô thì lại là phải thức dậy từ 4-5 giờ sáng và con ngồi tới trưa như thế này thì nó nóng như thế nào, làm sao mình chịu nổi ạ? Giờ mình phải làm nặng kiếm sống chứ nóng gì cũng phải làm. Có khi đứng dậy không thấy đường luôn nữa. Có khi nóng quá đứng dậy hết thấy đường luôn. Cũng phải làm. Nóng như thế này thì mình có cái biện pháp nào bảo vệ không cô? Chứ ngồi chỉ có mang khẩu trang thôi, chứ có khi lửa nó văng quá. Có người thì họ kỹ, họ mang kính đồ mà cô ít mang lắm. Có khi nhiều người mà lâu năm quá cái họ đi khám bệnh nó bị khô gan, khô phổi. Bị chắc nóng á. Trời ơi, đứng dậy có khi mỗi lần nướng ôm cái gối á, rờ tới cái gối rờ cũng được á, nóng á. Dạ. Rờ phỏng tay luôn á. Thưa quý vị, lúc này là 8 giờ tối và đây cũng là thời điểm mà bà con ở đây bắt đầu công việc là đem bánh tráng đi phơi xương. Đây là công đoạn quan trọng quyết định đến sự thành công của chất lượng bánh tráng. Để làm được công đoạn này thì bà con hoặc là phải thức rất là khuya hoặc là phải dậy từ sáng sớm. Thời điểm có sương thì bánh tráng mới được ngon nhất. Vất vả cực nhọc là vậy, thế nhưng bà con ở đây vẫn cố gắng bám trụ với nghề với hy vọng là duy trì được làng nghề truyền thống. Bánh tráng sau khi nướng sẽ đợi đến lúc sương xuống thì đem bánh ra phơi. Ở đây có những lao động chỉ chuyên phơi sương bánh tráng. Với kinh nghiệm của mình, họ có thể đoán biết được thời tiết hôm nay thế nào, trời sắp mưa hay không, bánh phơi trong bao lâu thì được.
cực lắm. Trời mà hả, thời tiết mà nó im xuôi, nó có sương á thì nó mau, còn hả mà thời tiết mà nó lạnh, có không khí lạnh á, nó lâu dịu vậy lắm. Thành ra nó cực cái khoảng đó. Những bãi cỏ rộng được trưng dụng để làm sân phơi bánh tráng. Bãi cỏ được làm sạch và trải lên một tấm lưới. Có nhà còn lắp đặt hệ thống giàn bằng tre hoặc bằng sắt để chuyên phơi sương bánh tráng. Màng rút là cũng thích, cũng quen rồi. Không màng là nó nhức mình, nhức mãi chịu cũng không nổi. Nhưng mình màng nó quen rồi, mình khâm nó quen mình rồi. Giờ hả nghĩ màng nó đau mình đâu mãi, nó kiểu như là mình không có làm cái gì cử động nổi vậy đó. Mình làm nó quen rồi, mình cũng yêu cái nghề này. Cô Trương Thị Hồng Điệp, năm nay 62 tuổi, nhưng ngày nào cũng thức để phơi sương bánh tráng. Ban ngày, cô thuê lao động đến nhà nướng bánh, để đêm đến thì phơi sương. Cô ơi, trong rất là nhiều công đoạn như vậy á, thì cô làm cái công đoạn phơi sương như thế này thì cô thấy nó có cực không cô? Cực lắm con ơi, thức khuya. Khuya rồi à. Nhiều khi bánh không dịu, dạ, phải thức đặng chờ. Cho nên tháng như tháng này là sướng, bắt đầu tháng 10 đổ lên là cực. Mùa nắng thì đỡ hơn hả cô? Cái áp cao không khí lạnh đó là cái môi mình tháng Tết mà môi mình nó khô là bánh không dịu. Với cái nghề này cực quá, nhà nước đồng miễn thế mà còn phải thưởng thêm nữa. Dạ. Nhà nước còn cấp vốn nữa. Dạ. Hỗ trợ vốn. Như cô nói ạ, thì làm cái công đoạn phơi sương này thì phụ thuộc rất là nhiều vào thời tiết ấy cô. Thì trong cái quá trình làm thì cô thấy là những cái khó khăn như thế nào, có bao giờ mình gặp sự cố gì không cô? Sự cố nhiều khi rải vậy cái gặp mưa rào cái gô cũng kịp ướt hết, bỏ hết. Dạ. Rồi có khi mưa sáng đêm luôn là không có rải được. Ví dụ như mà mình rải mà trời mưa, đang rải vậy tưởng như con cô đứng vậy là trời mưa lạc đặt mình nhiễu hột, còn là lo lạc đặt chạy gom vô. Gom vô chứ thôi để nó ướt, mà nếu gom không kịp là ướt bỏ hết, có nước là không xài được. Mưa rào là nó không có, từ xa nó chạy tới là không có làm kịp. Dạ. Như vậy nếu mà mưa đổ ào xuống là coi như là mình mất hết cái lưới bánh này luôn. Bỏ hết là không có lời á. Có khi còn mất vốn. Cô ơi, để mà được có được một cái bánh tráng phơi sương đặc chuẩn với cô, với cái thời tiết như thế này thì mình phải phơi trong bao lâu ạ? Bắt đầu phơi từ 5 phút là gom. 5 phút như vậy thì với cái thời tiết này còn lâu nhất là mình phải phơi là bao lâu cô? Lâu nhất là trời chuyển mưa là 10 phút hoặc 15 phút. Rồi có khi chuyển mưa không dịu, mưa xuống phải chạy gom vô. Bây giờ thì sẽ gom vào nhà. Dạ, bây giờ con sẽ phụ cô mình gom bánh vào nhà. Công đoạn phơi sương sẽ quyết định sự thành công của bánh tráng. Phơi không đủ sương, bánh sẽ không dẻo hoặc không thơm. Còn lỡ phơi hơi lâu thì bánh sẽ bị mềm, ẩm ướt và không ngon. Vì vậy, với công đoạn này, đòi hỏi người thợ phải có chút công phu, phải thức canh cùng bánh. Bánh tráng sau khi mình phơi sương xong đó cô, thì mình phải vào mình xếp liền như thế này hả cô? Phải xếp liền, để mình để lâu ở ngoài gió nó khô, vô bọc kính lại nó mềm, nó mịn cái bánh. Nếu mà mình làm như vậy rồi thì mình để cái bánh được bao lâu cô? Trong vòng một tuần lễ, còn nếu mình muốn ăn lâu nữa thì bỏ tủ đông chỗ khác ở Ninh Thuận, Bình Thuận đồ cũng nó vô đây học nghề này về cho dân phải làm mà không làm được. Sản phẩm mình làm ra thì mình bán được hết hay là có tồn hàng hay sao không cô? Không, cũng như mình bỏ hết, tới chiều tới mai là mình phải bán hết, rằng mình pha phơi cái mới. Dạ. Ngày số lượng nhiêu cũng như mình bán là mình có kinh nghiệm, mình canh là mình đủ bỏ, rồi ngày mai mình bỏ cái khác, cũng như bỏ mấy chỗ đó người ta cũng tiêu thụ hết trong vòng 2-3 ngày là hết. Không có sợ em, tại mình có mối được hết rồi. Ngoài nhà mình thì ngoài cô thì con thấy là ở đây có rất là nhiều các cô các chị thì cũng làm cái công việc này ấy cô, thì mình tạo việc làm cho các cô ở đây hả cô? Ở đây là cũng làm vậy là cũng dòng họ không à, bà con không à. Dạ. Dòng họ ở kế đây không à. Người cô, người bạn gì ruột rồi, cô, chị, cháu. Với cái nghề phơi sương bánh tráng như thế này thì mình có thu nhập được ổn định không cô? Thu nhập cũng ổn định nhưng mà cũng như mà cũng chia sớt hết con, chứ mình mần một mình đâu có nổi. Cũng như đủ ăn đủ sống thôi, nhưng mình dành dụm mình tích lũy từ từ. Nếu giàu là không có giàu, cũng vừa đủ ăn đủ sống rồi mình tích lũy từ từ. Rồi sống cũng ổn định,
có thêm thu nhập, rồi cũng như chiều về cũng như bà con đồ lợi sắp phụ sắm mơ ta đi mua bán chuyện khác nữa. Cũng nhờ ông bà hồi xưa cũng nghề tráng bánh rồi đến giờ truyền lại cho con cháu. Thành cũng nhớ ơn ông bà, nhờ nghề này mà con cháu có việc làm ổn định. Ngay sau khi có đủ bánh, cô Nga sẽ đem giao bánh ngay trong đêm cho các cơ sở. Trong lúc cô Nga đi giao bánh, những lao động khác vẫn tiếp tục công việc phơi sương và xếp bánh. Ở đây có những lao động ban ngày đi nướng bánh, ban đêm lại đi phơi sương. Mỗi ngày chỉ ngủ được vài giờ đồng hồ. Vất vả là vậy, nhưng họ không bỏ việc ngày nào. Lúc đầu thì cảm thấy buồn ngủ, nhưng mà được biết mình làm biết thì nó quen. Tại vì mình yêu công việc này, mình yêu nó. Cái gì cũng vậy, mình yêu thích nó thì mình mới gắn bó với nó được. Giấc giả thì giấc giả mình là thức khuya thôi. Ăn đêm thì khuya mình dậy, mình nướng bánh 3 giờ mình dậy. Còn cái này khoảng chiều 6 giờ thì mình ngồi sắp tới 12 giờ đêm, có khi 1, 2 giờ, 2, 3 giờ đó vô chừng. Bánh tráng phơi sương ngày càng được ưa chuộng nhiều hơn, nhưng thu nhập của những người làm ra nó chưa tương xứng với công sức bỏ ra. Để bà con sống được bằng nghề thì vẫn còn nhiều giải pháp dài hơi hơn nữa. Để cân đối lại cái này thì chỉ có là mình củng cố lại cái hợp tác xã. Hợp tác xã bánh tráng thì vô cái hợp tác xã thì cái đầu ra bánh tráng thì nó sẽ cân đối cho cái người làm bánh tráng với cái người mà thu mua bánh tráng, cái lợi nhuận thu lợi nó sẽ hợp lý hơn. Quý vị biết không, cùng với nghề làm bánh tráng phơi sương thì ở đây còn xuất hiện một nghề đi kèm khác, đó chính là nghề trồng rau rừng. Gọi là rau rừng vì rau này ngày trước thì chỉ mọc ở rừng hoặc là dọc các sông suối, nhưng bây giờ nó đã được người dân mang về trồng trong những ngôi vườn của mình. Có vị chua chua, chát chát, thơm thơm và nhiều màu sắc khác nhau, rau rừng đã tạo nên một nét đặc thù mà chỉ có vùng đất Trảng Bàng này mới có. Sự kết hợp giữa bánh tráng phơi sương, rau rừng cùng với thịt heo luộc đã tạo nên một món ăn đặc sắc mà một khi đã ăn rồi thì người ta khó mà quên được. Ông Lê Văn Dĩ là một trong những người đầu tiên đưa rau rừng về trồng trong vườn. Từ một vài cây ban đầu, đến nay khu vườn 6.000 m2 của ông đã trồng được trên 12 loại rau rừng. Mỗi ngày, vợ chồng ông Dĩ cắt bán được từ 40 đến 50 kg rau rừng với giá từ 15 đến 20 ngàn đồng một kg. Làm ra cái rau này thì cũng nhờ với cái bánh tráng phơi sương. Mình cũng mong cho mấy cái tráng bánh phơi sương làm lên được. Thì có với cái rau nó đời sống cho ổn định hơn được. Món bánh tráng phơi sương, cuốn thịt heo luộc và rau rừng đã trở thành món ăn đặc sản nơi đây. Ai về Tây Ninh cũng phải ghé ăn cho được món này. Những quán chuyên bán món đặc sản này trở thành điểm dừng chân của khách thập phương khi về với Tây Ninh. Du khách ở đây mà ăn bánh tráng phơi sương ta rất là thích. Tại vì có vừa rau lạ, rồi nước mắm ngọt ngọt, chua chua. Rồi đồ chua nó cũng ngọt ngọt, rồi dưa leo thì nó từ trong vườn. Nó mình để cho nó mát, người ta thích ăn, nó mát lạnh. Nên tôi thấy là mình rất là hãnh diện vì cái món đặc sản của quê mình. Bánh tráng phơi sương, thịt heo luộc, rau rừng, nước mắm chua ngọt. Những mùi vị khác biệt nhưng khi kết hợp lại với nhau lại tạo ra sự hòa quyện đến kỳ lạ. Rau rất tươi, bánh tráng thì lạ, nó có cái mặn mặn trong đó, nó có dày dày xôm xốp. Cuốn cái bánh nó gọn, nó không bị bung như những cái loại bánh tráng khác. Thạch được chọn lựa rồi, thành ra nó được ngon. Chính vì yếu tố đó mà tôi nghĩ rằng cái ngon và cái hấp dẫn của nó tạo cho một cái tình cảm, cũng như cái khó quên của những người khách khi đi qua miền Tây Ninh này. Khi xa quê hương thì đương nhiên mình nhớ những cái món ăn của quê hương, của từng vùng, từng miền. Hương vị nó rất là ngon, nó rất là kết hợp với thịt luộc, rồi rau, rồi này kia. Rất là, cái hương vị nó rất là, dùng từ gì bây giờ, nó rất là ngon, làm cho mình cảm thấy nó nhẹ nhàng, nó không có phải nặng bụng hay là làm cho mình khó chịu.
người dân nơi đây với tinh thần chịu thương chịu khó một nắng hai sương vẫn đang cố gắng từng ngày để duy trì và phát triển làng nghề truyền thống. Những chiếc bánh tráng phơi sương là sự kết tinh những tinh túy của vùng đất này, của nắng, của sương, của tinh thần hăng say lao động. Dù còn nhiều vất vả khó khăn, thế nhưng bà con nơi đây vẫn hy vọng sản phẩm bánh tráng phơi sương của mình làm ra sẽ được khách hàng gần xa biết đến và ưa chuộng nhiều hơn để bà con có thể sống được bằng nghề. Đến đây thì chuyên mục Cuộc sống nhà nông tuần này cũng xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.